lên có trên rồi các bạn ơi. Căng lắm. Đấy, còn nhiều dây này mà. Đấy, thả con nhỏ nhỏ này chơi anh em ạ. Mình diều to thả vất. Nhưng mình vẫn thích diều to phải không anh em? Diều nhỏ này dễ thông đêm. Bây giờ mình dẫn về cổng nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Các bạn ơi, hôm nay gió khá là to các bạn ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm clip thả con diều 2,5m của mình các bạn ạ. Mình sẽ cho cõng dàn sáo hòa âm ánh sáng của mình các bạn nhé. Hòa âm ánh sáng đấy. D35 các bạn ạ. Anh em thì chưa được nghe âm của dàn sáo này bao giờ. Anh em nghe thử nhá. Ok anh em nhá. D35. Bây giờ mình sẽ lắp sáo nhá các bạn nhá. Dàn này lên đội cấp. Ăn được dàn kia. Ôi giời. Dàn đấy. Con này ở chỉnh nhẹ gió cái nó ấy lắm nhá nhỉ. Nghe e thôi, còn dàn này bao bít rồi. Dàn kia thì kêu gắt rồi. À, mang đi buộc cùng nhau. Gió khá to các bạn ạ. Anh em giữ em mới sao. Đây là con diều huyền thoại của mình các bạn nha. Có hai mắt kính như mình tháo ra rồi. Hôm nay mình sẽ thả một em diều huyền thoại của mình. Con diều này của mình đỗ gió tầm cỡ luôn. Không đùa được với nó đâu. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ thả con diều này nha. Đây là con diều của mình. Con diều này thì hôm nay mình sẽ lắp cái dàn máy phát điện bằng năng lượng gió của mình nhá. Máy này thì mình mua ở bên nước ngoài về. Thì hôm nay mình sẽ lắp cho các bạn xem nhá. Có gió thì sáng, mà không có gió thì nó sẽ tối. Đấy. Đây là một dàn hòa âm ánh sáng và một đèn năng lượng gió. Đấy, một combo hủy diệt nha anh em nhá. Ok, let's go. Dây đâu nhỉ? Chồng miếng thử miếng chồng. Đâu? Chùa chặt. Ok các bạn nha. Let's go. Ở trên trời là có một con quài ghẻ đang thả đây các bạn ạ. Đấy, anh em nhìn chưa? Tí nữa gặp dàn hòa âm ánh sáng của mình đứt điện hết. Hey!
lên nữa các bạn ơi, gió hơi bé một chút, phải cho lên cao một chút đã. Chiều này mới là đầy rồi, chiều nắng, nắng gió trên hơi nhẹ. Heo lao ở dây. Rất dễ thông đêm các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ cho thông đêm cho các bạn xem nhé. Nắng quá. Ôi. Chết rồi, mắc dây rồi các bạn ơi. Ok, ra rồi. Ra rồi. Ê, gió to, gặp gió rồi. Giờ mình vươn cái quầy ghé không nhắc gì. Nó ở gần đây vậy. Được sáng rồi. Anh em thấy kêu ghê không? Hôm đi 35 nhá, anh em nhá, bao bít luôn. Bây giờ mình nhử vào trong kia thả cho mát anh em nhá. Thế phải cho qua dây chứ. Lên gió trên này các bạn ơi. Căng lắm. Đấy, còn nhiều dây này mà. Đấy, thả con nhỏ nhỏ này chơi nha bạn. Mình diều to thả vất. Nhưng mình vẫn thích diều to phải không anh em? Diều nhỏ này dễ thông đêm. Bây giờ mình dẫn về cổng nhá. Dẫn qua cái diều bên trong nhà kia, diều anh mình đang buộc kia. Mình dẫn qua đấy mình đi ra sau nhà cho mình vậy. Hai con bay hơi lệch hướng nhau. Căng lắm anh em ơi, nhìn này. Vì tiền gì mới nữa thì tốt rồi chứ. Tháng, hai tháng. Ai, xiết tay, xiết tay. Anh đưa em lên sofa, anh cứ tưởng là Zika. Em ơi, đi lên nhà nghỉ đi. Anh cho mày lại chứ.
Ui. Anh em nghe được không? Sắp quay rồi, sắp quay rồi. Đây mẹ mặc quần chắc. Mặc quần rồi đi. Con này lên to, gió to bị lánh bên phải rồi. Hơi lánh anh em ạ. Gió to cái lánh bên phải. Sáo hơi lắc. Thế hai con không cuốn vào nhau. Em thích lánh sang bên đồi quần mốc. Lánh sang đấy dễ nhặt hơn chứ sao. Vào nhà người ta. Hoặc là lên đằng khu nhà bà Lâm giống nghĩa.